Tiếp thông tin liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi ở Bắc Ninh tử vong sau tiêm kháng sinh. Ngày hôm nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ y tế có liên quan. 5 cán bộ bị đình chỉ bao gồm 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng của đơn nguyên hồi sức tích cực nhi thời gian đình chỉ công tác từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11. Hiện cơ quan tư pháp Bắc Ninh cũng đã thành lập hội đồng giám định pháp y, mời viện khoa học hình sự Bộ Công an về tiến hành mổ pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Liên quan đến quá trình điều trị cho bệnh nhi, bệnh viện sản nhi tỉnh Bắc Ninh cho biết vào ngày mùng 3 tháng 11 tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng khó thở, khó khè, rút lõm lồng ngực và được chuẩn đoán là suy hô hấp, viêm phế quản phổi. Trẻ được điều trị theo phác đồ cấp cứu suy hô hấp, tiêm máy kháng sinh Amikacin. Đến ngày 7 tháng 11, trẻ được chỉ định đổi tiêm máy kháng sinh tơ xếp. Đến ngày 16 tháng 11, sau khi kết thúc tiêm máy tơ xếp, trẻ có những biểu hiện bất thường và được xử trí theo phác đồ sốc phản vệ. Tuy nhiên, sau đó trẻ tử vong. và kết luận cuối cùng về nguyên nhân khiến cho bé tử vong thì vẫn phải đợi giám định của cơ quan pháp y. Sau bước đầu về chuyên môn thì bệnh viện nghi ngờ rằng là trẻ tử vong là do sốc phản vệ. Trong y văn thế giới thì thường sốc phản vệ sẽ xảy ra khi trẻ tiêm một tới 2 mũi đầu tiên. Tuy nhiên thì những nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng sốc phản vệ có sự tích lũy dần và trường hợp như là trẻ đến mũi thứ 8 tiêm thứ 8 thì mới bị sốc phản vệ vẫn có thể xảy ra Và nhắc đến sốc phản vệ thì lâu nay chúng ta hay nghĩ rằng là khi tiêm vaccine thì mới xảy ra sốc phản vệ Xong thực tế thì sốc phản vệ do kháng sinh còn nặng hơn cả sốc phản vệ do tiêm vaccine Hơn nữa thì việc sốc phản vệ xảy ra đối với những cháu nhỏ dưới 1 tuổi thì khả năng sống sót là rất thấp Vâng, trước đây thì đã có nhiều trường hợp trẻ nhỏ tử vong sau khi tiêm vaccine. Khi đó thì người nhà bệnh nhân đã tố cáo bệnh viện tắc trách vì không làm test kiểm tra sốc phản vệ trước khi tiêm cho trẻ. Song theo nhiều chuyên gia thì đa phần các nước không yêu cầu test sốc phản vệ, thậm chí là nhiều trường hợp bệnh nhân đã tử vong ngay sau khi làm test. Và điều đó chứng tỏ là sốc phản vệ là một rủi ro bất khả kháng nếu như người bệnh có cơ địa mẫn cảm quá mức đối với thuốc được chọn khi sử dụng. <laughs>